Trung Cộng đang xây cất một khu vực 51 bí mật chế tạo vũ khí ở Tân Cương. Trung Cộng đang xây cất một căn cứ ở sa mạc bí ẩn và nó có thể phát triển thành phiên bản của quốc gia này giống như khu vực bí mật 51 của Hoa Kỳ. Căn cứ này đã biến từ một bãi đáp bụi bẩm trở thành một thứ gì đó bí ẩn hơn nhiều. Khu vực nằm sâu bên trong vùng sa mạc ở Tân Cương Quân đội Trung Cộng đã cho xây cất một căn cứ quân sự quy mô lớn chưa từng có. Dĩ nhiên điều này thu hút sự chú ý từ các giới chuyên gia quân sự bởi Bắc Kinh có thể đang âm thầm phát triển hoặc là thử nghiệm các loại vũ khí mới ở đây. Tháng 9 năm 2020, lần đầu tiên Trung Cộng phóng máy bay không gian không người lái có thể tái sử dụng. Phương tiện này ở trên quỹ đạo 2 ngày trước khi hạ cánh xuống phi đạo dài 3 dặm ở Tân Cương không ai biết nhiều về phi trường này trước khi hạ cánh. Trong vài tháng qua, ít nhất một chục tòa nhà mới đã mọc lên ở căn cứ, theo NPR. Mặc dù hình ảnh Google Maps từ năm 2021 vẫn không cho thấy các tòa nhà mới. Nếu thu nhỏ từ phi đạo có thể nhìn thấy, đường dài rõ ràng dường như là một phần của tam giác đều dài 3.000 mét cho phép cất cánh và quan trọng hơn là hạ cánh từ ba hướng một phi đạo khổng lồ dài ba dặm trong một vùng sa mạc hẻo lánh của trung cộng cách xa bất kỳ thành phố nào hàng trăm dặm bây giờ những trang web đang được mở rộng hình ảnh vệ tinh từ công ty thương mại massar cung cấp độc quyền cho npr cho thấy khoảng một chục tòa nhà bê tông lớn đang được xây cất gần bãi đáp các tòa nhà mới được báo cáo gợi ý một căn cứ giữa sa mạc bí ẩn đánh dấu một sự thay đổi đáng kể của sân bay nơi cho đến nay vẫn còn thiếu nhiều nơi ở lâu dài, có thể rất hữu ích đối với một quốc gia đang cố gắng giữ bí mật về khả năng hàng không vũ trụ của mình. Dựa trên một số hình ảnh vệ tinh do chuyên gia quân sự Warzone thu thập được, căn cứ bí mật của Trung Cộng ở Tân Cương nằm gần Mellon. Trước đó, nơi này từng được Bắc Kinh được sử dụng để thử nghiệm vũ khí hạt nhân, với khoảng 45 vụ thử kể từ năm 1959 cho đến năm 1996. Phân tích hình ảnh vệ tinh các chuyên gia quân sự của Warzone đã phát hiện một loại máy bay không người lái lẫn chiến đấu cơ J-16 của không quân Trung Cộng bên trong căn cứ. Việc quân đội Trung Cộng thử nghiệm các mẫu máy bay quân sự mới ở Maryland không phải là mới, nhưng sự xuất hiện của máy bay không người lái ở đây cho thấy một thực tế khác. Theo Warzone, nhận định nhiều khả năng Trung Cộng đang cố gắng kết hợp hệ thống điều khiển máy bay không người lái lên trên các dòng chiến đấu cơ có người lái thông qua các thử nghiệm thực tế ở Maryland. Tương tự như cách người Nga đang làm với chiến đấu cơ tàng hình Su-57 với mẫu máy bay không người lái tàng hình S-70 Oconic B, cũng không loại trừ khả năng Trung Cộng đang phát triển kỹ nghệ nối kết giữa máy bay có người lái và máy bay không người lái qua trí tuệ nhân tạo, tức là AI, vốn cũng đang được các phương Tây phát triển trong thời gian gần đây. Có thể kể đến dự án Skyborg đang được phát triển bởi quân đội Hoa Kỳ. Ankit Panda, một thành viên cao cấp tại Carnegie Endowment for International Peace, người theo dõi các vấn đề không gian cho biết, chúng tôi đang quan sát những gì dường như là một cơ sở khá quan trọng cho các hoạt động không gian quân sự của Trung Cộng phi đạo bên cạnh bãi thử vũ khí hạt nhân trước đây của Trung Cộng tại Lop Nur đã xuất hiện từ sa mạc bí ẩn vào năm 2016. Quy mô của căn cứ này được mở rộng theo thời gian với các nhà chứa máy bay và cơ sở dịch vụ mới. Năm 2020, giới quan sát tin rằng Trung Cộng đã hạ cánh một máy bay không gian được phân loại cao ở đó. Không ai biết chính xác máy bay không gian trông như thế nào, nhưng nó có vẻ giống các tàu con thoi từng đưa các phi hành gia Hoa Kỳ vào quỹ đạo ngoại trừ nhỏ hơn. Jonathan McDowell, một nhà thiên văn học thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard và Smilotian, người theo dõi vệ tinh và tàu vũ trụ cho biết, chắc chắn nó không đủ lớn để chở người. McDowell cho biết là Mỹ có một cặp máy bay vũ trụ tương tự, được biết đến với cái tên là X-37B. Những phi thuyền này thực hiện các nhiệm vụ tuyệt mật cho không quân. McDowell nói rằng ông tin rằng chương trình X-37B có thể được sử dụng để thử nghiệm kỹ nghệ tân tiến cho các vệ tinh quân sự. Ông nói, nó được sử dụng như là một nền tảng thử nghiệm, như một thứ mang các thí nghiệm vào không gian và sau đó mang chúng trở lại và để có thể sửa chữa, cải thiện và khởi động lại. Ngoài vụ hạ cánh của máy bay không gian trung cộng vào tháng 9 năm 2020, phi đạo vẫn yên tĩnh nhưng các cơ sở mới phát hiện đang được xây cất cho thấy vai trò của phi đạo có thể đang được mở rộng. Hình ảnh Maxar cùng với hình ảnh từ công ty thương mại Planet cho thấy rằng việc xây cất bắt đầu vào mùa hè năm 2020, khoảng thời gian mà máy bay vũ trụ cất cánh. Panda nói rằng các tòa nhà giống với những tòa nhà được thấy ở các cơ sở quân sự khác của Trung Cộng, nhưng không nói rõ chúng sẽ sử dụng để làm gì. Ông nói đây có thể là văn phòng dành cho các sĩ quan. Nếu đây thực sự là một địa điểm, sẽ là nơi đóng quân lâu dài của một quân đội nào đó. Panda nghĩ rằng phi đạo khổng lồ ở giữa sa mạc có thể sắp bận rộn hơn. Vị trí xa xôi của nó khiến nó trở thành địa điểm hoàn hảo để kiểm tra các thiết bị tối mật. Ông nói, máy bay khí quyển, máy bay tầm cao, máy bay không người lái độ cao, máy bay thả bom tiềm năng, Máy bay thử nghiệm khác, loại mà Hoa Kỳ có thể bị buộc tội thử nghiệm tại một địa điểm như khu vực 51. Đại sứ quán Trung Cộng tại Washington từ chối bình luận về trang web. Panda cho biết là ông sẽ để mắt đến kỹ nghệ mới được trưng bày trong các cuộc duyệt binh sắp tới. Điều đó có thể cung cấp manh mối về những gì mà chính phủ Trung Cộng đang làm tại cơ sở sa mạc mới của họ. Nói đến khu vực 51, vào những năm 1950, chính phủ Hoa Kỳ đã thiết lập một căn cứ như vậy tại sâu trong sa mạc Nevada và gần các bãi thử hạt nhân. Về căn bản, nó là một căn cứ của không quân Mỹ nằm trong trung tâm huấn luyện và thử nghiệm Nevada, vốn được sử dụng cho các hoạt động phát triển cũng như thử nghiệm các mẫu máy bay quân sự lẫn các hệ thống vũ khí mới của quân đội Hoa Kỳ. Ngũ Giác Đài và CIA đã thử nghiệm máy bay dọ thám U-2 và SR-57, máy bay thả bom B2 và máy bay chiến đấu tàng hình F-117A tại căn cứ này. Hoa Kỳ cũng đã sử dụng khu vực 51 để thử nghiệm với nhiều thiết bị khác, ít thành công hơn, như chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết hết tất cả về những sự kiện đó. Trung cộng, một quốc gia đang chạy đua để bắt kịp Mỹ trong một số hạng mục hàng không vũ trụ cao cấp chắc chắn có thể sử dụng khu vực 51 cho riêng mình. Quốc gia này được cho là đang phát triển một máy bay thả bom tàng hình mới, X-20, sẽ cùng loại với b 2 mặc dù nó có thể không mạnh mẽ như Trung Cộng tuyên bố. Trung Cộng càng có thể giấu máy bay này khỏi các quốc gia đối thủ, đặc biệt là Hoa Kỳ. Nếu khu vực 51 của Trung Cộng sớm mọc lên các nhà chứa máy bay cỡ lớn như máy bay thả bom, chúng ta chắc chắn sẽ biết điều gì đó thú vị đang diễn ra